hôm tôi nghe người ta nói như vậy, giờ tôi muốn kiểm chứng lại để chị em mình đừng hiểu lầm nhau. Hay vô cùng, đẹp lắm. Cho nên trang nghiêm đạo tràng đó không phải là trưng hoa, không phải là treo đèn cho lộng lẫy, mà trang nghiêm đạo tràng là mỗi một thành viên vào trong này biết trang nghiêm tự thân, biết trang nghiêm thân miệng ý của mình để đi vào đạo tràng, thì tức khắc mỗi người đó là một cái đèn rất đẹp, một cái hoa rất đẹp, một bài kinh rất đẹp để trang nghiêm cái đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm giữ giới, cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý của chánh hạnh. Trong gia đình cũng vậy, mình muốn trang nghiêm cái gia đình mình không, cái nhiều khi cái nhà mình nó lộng lẫy vô cùng nhưng mà vô trong nó lạnh ngắt, phải không? Có nhiều nhà mình vô mình thấy rất là bê bối nhưng mà ấm cúng vô cùng. Vì khi nó bê bối những cái lặt vặt bên ngoài do con nít nó bày biện thôi, nhưng mà trong đó cái gia đình đó nó có cái tình thương. Còn những gia đình mà sạch quá trời quá đất luôn, mà tại vì đi hoài không qua bao giờ ai nhìn ai hết trơn, hễ mà ổng về thì bả đi, bả về thì ổng đi, có nhiều khi ổng ăn cơm bả lên lầu bả coi cải lương, bả hí hí cửa bả coi ổng ăn xong chưa, cái bả tắt bả đi xuống, tại ổng ăn rồi cái bả thấy ổng thấy bả xuống cái bắt đầu ổng lái lên lầu, ổng bắn game, ổng lên internet. À, rồi rốt cuộc rồi mình nói chuyện với ai biết không, nói chuyện với cái người mà mình không có thấy mặt ở bên đường dây bên kia, mà cái người sờ sờ trước mặt chưa hề nói chuyện. Mình có thể email nè, bây giờ nó hay lắm, con nít nó chụp bụp 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 về là text chat, phải không? Nó đi làm nhiêu tiền mùa hè để dành nó trả mấy cái đó đó, phải không? Nó để trả mấy cái text chat đó đó. Nó lên nó ngồi nó nói chuyện với mình mà mình cứ thấy nó cầm một bấm 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 vậy nè, mà không biết nó làm cái gì. Tới hồi để ý một hồi thì ra thân nó ngồi đây nhưng mà tâm nó gửi chỗ khác, không? Thành thử ra nhiều khi mình kiểm lại thân mình ở nhà mà tâm mình ở đâu. Mà thân tâm mình mà không có ở nhà thì cái nhà lạnh lắm. Thì Pháp Hòa có vài lời, có một câu chuyện nhỏ như vậy kể cho đại chúng nghe, rồi chúng ta cùng học hỏi. Chùa hay là nhà nó giống nhau hết, cái quan trọng là mỗi chúng ta đều là những người hành giả, những người đang tu, đang sửa và đang có quyết tâm làm cho cái mái chùa của chúng ta trở nên ấm cúng hơn, làm cho mái chùa chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn, làm cho ngôi nhà của chúng ta có ý nghĩa hơn, ấm cúng hơn, mà không phải chỉ là cái nhà mà là một mái gia đình. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, đầm ấm với người thân. A Di Đà Phật. Giờ xin mời đại chúng chúng ta chắp tay và hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình hiện còn cũng như đã mất, những người có mặt ở đây cũng như không có mặt ở đây luôn luôn được che chở trong ánh sáng tình thương của chư Phật, chư Bồ Tát và của những bậc trưởng thượng và tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mẹ gọi tên con yêu thương chiều mến, ấp ủ nâng niu trong suốt cuộc đời. Buổi sáng tin vui bao người mong đợi, con yêu của mẹ mở mắt
con lớn khôn bao điều hy vọng. Mẹ khấn mẹ xin cho con toại lòng. Trăng bay bay, xuân hồng phơi phới, đẹp ngát niềm vui.